Trung xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Trung lại lên video thêm mấy cái món đồ rã linh tinh đây, xem anh em có nhu cầu sử dụng không nhé. Ở đây Trung đang có thừa hai món, đó là một cái T-Bend với lại một cái motor thủy lực này. Con T-Bend lớn T-Năng xe cẩu này, con này là dài 75 nhé, dài 75 với lại cái đường kính của nó là 25 này, vỏ 25, ruột 1 tấc 3 nhé, ruột này là 1 tấc 3 này. Trên đầu đây chắc là khoảng 26, cho cái bàn này là khoảng 26 này. Ti còn ok nhé, dân dùng nhưng mà tạm còn xài được. Có luôn cả cái cục van chống lúng chống trọi đây này, hai ống đấy. Thì cái thứ nó hơi lớn, xem anh em có cái tận dụng làm dàn ép hay là cái gì đấy. Ruột ti thì nó cũng khá, con này lực lực nâng hoặc là lực ép rất là lớn luôn nhé anh em. Vỏ lớn, ti lớn, cũng trọng lượng cũng khá là nặng. Cái con van chống lún này thì nó cũng to, nó to tương xứng với cây ti luôn này. Này van chống lún này là mình lần đầu tiên thấy cái con to như thế này. Rồi cái món thứ hai là một cái motor thủy lực Sibora nhé. Đây kích thước nó đây nhé anh em. Đó, mặt ngoài trước là vuông như thế này đây, 25 x 25 nhé. Cốt của nó khoảng 40-45 này. Đang chạy trên xe, đang chạy bình thường luôn đấy. Cấp thủy lực vào là chạy thôi. Có hai ống thuận nghịch phía sau này, hai ống ngõ ra vào này, chạy thuận chạy nghịch này. Có lại một cái ống nhất thừa, mã số của nó nha anh em, Sibora. Rồi HTM 300 đấy. Nói chung có hai cái món đồ như vậy đó. Xem anh em có nhu cầu sử dụng và chế cháo gì được không nha. Cái video chỉ có ngắn như vậy thôi, có hai món đồ nho nhỏ như vậy thôi. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Trung cảm ơn anh em đã xem video ạ.